Cường Đồ Câu Hải Ốc Fishing xin kính chào toàn thể anh chị em đam mê uống câu cá. Thì ngày hôm nay em sẽ giới thiệu cho anh em một nô cần sút nỡ này, cần ISO khoanh lớn, cần lúa rút. Đó, thì ở đây có tất cả là 16 cây nhá, hàng vừa mới về xong. Thì anh em có thể liên hệ mua hàng hai số điện thoại 0945629282, 0974170791. Anh em có thể đăng ký kênh để nhận được những cái video mới nhất. Comment mã số kèm số điện thoại. Đấy. Ở bên dưới phần bình luận trên YouTube thì em sẽ liên hệ lại với cả anh em. Đầu tiên là đến với cả cây số 1. Nếu cho anh mấy cái cân được không? Cây số 1 là một cái cần lô rút của hãng Suzumi. Khá đẹp nha anh em nhá, mới hầu như là mới tinh. Pad do hãng sản xuất. Đó, Suzumi, sắc Sotter 2m7, tổng chiều dài là 2m7. Nua từ 7-21g, nâng từ 8-20db, chứa carbon nhá, carbon xoắn màu xanh xanh này nhỉ. Đẹp phết. Đó, carbon. Khoen pad do hãng sản xuất nha anh em nhá. Khoen pad do hãng sản xuất. Carbon xoắn màu xanh ngọc hết. Nguyên zin. Thước đo đọc vừa đây rồi. Trọng lượng của cây này là 200g tròn. Đường kính đọt 2mm. Mã số 1 giá 700.000. 700 anh em nhé. Tiếp tục đến với cây số 2 là một cây cần sút nỡ. Đấy, có độ dài là 3m3 Telecaster này. 3m3 chất liệu carbon, pad Fuji, cần cũng của hãng Suzumi luôn. Cần cũng là hãng Suzumi luôn anh em nhé. Xuất sắc theo thời gian. Suzumi Power 4, khoen Fuji, pad Fuji. Cần này có xước nha anh em nhé. Ngoài đạt được tầm khoảng 85-90%. Trọng lượng 200g. Đường kính đọt 2.1mm. Đường kính gốc phi 23. Mã số 2 giá 600.000. Đến cây số 3 là một cây cần ISO khoanh lớn. Đọt số 3 dài 4m2. Đọt số 3 dài 4m2. 3, 4m2, tổng dài 4m2 này. Tổng số nông là 6 này. Mã cốt này 43 dài 4m2 anh em nhé, phù hợp với cả anh em câu thẻo. Quan Fuji này. Đường kính đọt 1.6mm. Bên trong còn khá là mới anh em nhé, khá là mới. Đường kính gốc phi 24. Trọng lượng 300g. Đấy, mã số 3 giá 700.000. Tiếp tục đến vào một cây cần của hãng Daiwa, Daiwa Short Swing, cứng 15 dài 3m. Đó. Cái này thu gọn nhá anh em nhá, một dạng cần thu gọn. Tổng chiều dài thu gọn của cây này là 70cm. Đó. Made in China anh em nhá. Nhưng mà đây là cây cần chính hãng nhá, chứ không phải là cây cần cần tàu theo kiểu Daiwa tàu đâu. Đấy, Daiwa này. Tem vàng. Cái này còn rất là mới. Đạt tầm khoảng 95%. Có hai cây như nhau nha anh em nhá. Đường kính gốc phi 22.5. Pad Fuji, khoen Fuji. Cây này thì phù hợp với cả anh em đánh thẻo. Đấy, đánh đơn đấy, đánh đơn đài đấy. Đường kính đọt 2mm của lua. Cái này lua cũng là dạng dạng lua rút cũng ok nha anh em nhé. Đó, còn rất là mới. Khoen Fuji, pad Fuji. Trọng lượng của cây này là 230g. Mã số 5 giá 900.000.
Thế ở đây cũng là cây, một cái cần y xì như cây vừa nãy. Đó, y xì như cây vừa nãy, hai cây y xì như nhau nha anh em nhá. Cũng short swing T15 dài 3m, có một cặp luôn. Mã số 4 giá cũng 900.000 luôn. Nó hai cây này y xì như nhau. Đó. Hai cây y xì như nhau, khoen Fuji, pad Fuji, đều độ mới đều như nhau hết. Đó. Đây là mã số 4 nha anh em nhá. Ở mã số 4 và số 5 như nhau. Đấy, 4 và 5 như nhau là hai cây đai qua short swing này. Hai cây đai qua short swing. Khoan như nhau hết. Cây mã 4 và 5 đều 900.000 một cây nha anh em nhá. Thế là một cái cần nội địa. Đấy, nội địa. Cái này pad Fuji, khoen Fuji, chất liệu carbon. Độ cứng 50, dài 3m3. Đạt độ mới tầm khoảng 93%. Đường kính ngọn 2,1mm, khoen Fuji. Tất cả chất liệu carbon anh em nhá, cho vào xoắn này. Đó, anh em có thể nhìn này. Đó. Trọng lượng của cây này là 270 g. Cây này có thể anh em để anh dành để nháy thật được nhá. Đường kính gốc phi 22, mã Fuji, khoen Fuji. Đấy, cứng 50, dài ấy, mã số 6, giá 800.000. Dài 3m3. Tiếp theo là một cây cần nua rút. Đấy, những cây này khá đẹp. Mới, hầu như là mới tinh. Pad Fuji nha anh em nhá. Pad Fuji này, Fuji Quality Product này, Pad Fuji đời mới nhá. Phần này là cán bần nhá, cán mút nha anh em nhá. Cây này họ làm khá là đẹp. Tổng chiều dài là 2m7, nua từ 10. Nua mắc 1 oz, 1 oz thì nó tương đương với cả 28 g, nân mắc 12 NB. PE mắc chịu tải dây là được PE 1.5. Cây này qua Trung Quốc sản xuất nha anh em nhá. Trung Quốc sản xuất. Đấy, Sati Short Here 90, khoen Fuji, pad Fuji. Không phải đấy, khoen Fuji này anh em này. Fuji. Đường kính ngọn 2mm. Đó, chất liệu carbon nha anh em nhé. Carbon. Anh em yên tâm, hàng này China với tôi, mà China nó từ bãi về. Trọng lượng của cây này nó chỉ có 170 g. 170 g. Bé tí. Rất đẹp. Mã số 7 giá 900.000. Nó cũng là một cây nỗ rút. Đó, một cây nó rút thì cây này nó cứng hơn cây kia nha anh em nhá. Cây này nó cứng hơn cây kia. Thì cây này dài 2m7, tổng dài 2m7, nua từ 10 đến 30g. Tổng số nóng là 3 nóng, nân mắc chịu được tải dây là từ 8 đến 20 NB. Pad Fuji. Đó. Mấy cái dòng cần này thì chuyên để câu cá vược nha anh em nhá, nuôi cá vược. Khoen Fuji chân đen. Khoan Fuji chân đen. Đường kính đọt 2.3mm. Đó, kính đọt 2.3mm. Mã số 8 giá 900.000. Trọng lượng 200g. Đó. Trọng lượng 200g. Tiếp theo đến một cây cần số 10. Đó, một cây sút nỡ, nó có xước nha anh em nhá, nó có xước. Khoen pad do hãng sản xuất. Khoen pad do hãng sản xuất. Thì cây này có thể anh em về để đánh nhái. Đánh nhái ok, bỏ cái bát đi đánh nhái ok. Đường kính nhọt 2.2mm, khoen Fuji. Khoen Fuji, pad do hãng sản xuất. Đó, nó có xước nha anh em nhá, nó có xước. Đấy, nó có xước này. Cái này sale nó xước ở bên trong thì em sale rẻ luôn nhé. Mã số 10 giá 550.000. Đó, 550.000. Trọng lượng của cây này là 230 g. Đường kính gốc phi 20. Đó, mã số 10 giá 550.000.
Tiếp theo đến với một cái cần, em nghĩ chắc cây này của Trung Quốc này. Đấy, nhưng mà rất là đẹp nha anh em nhé, rất là đẹp, Trung Quốc xuất Nhật về bãi. Này là hàng tất cả đều là hàng từ Nhật về nhá, không có hàng mới. Nhà em không bán những cái đồ này mới. Pad này, pad vặn này. Đấy, pad có hãng sản xuất này. Dài 3m9 thì nó còn khá là mới nhá. Nó khá là mới. Van pad có hãng sản xuất. Ôi giời ơi, cây này đọt to lắm. Đọt của cây này 2.7mm thì cây này nó cứng tương đương với cả cứng số 4, số 5 nha anh em nhé. Đó, chất liệu carbon tương đương với cả cứng số 5. Chắc chắn nó sẽ là số 5, 39 cứng 5, khá là hiếm. Đó. Dài 39, cứng 5. Đường kính gốc phi 24. Trọng lượng 420g thì cây này phù hợp với cả anh em đánh thẻo nhá. Đánh thẻo là đẹp nhất, đánh thẻo dịch vụ đẹp nhất. Mã số 12 giá 700.000. Tiếp theo là một cái cần của mã số 13, một cái cần nó còn full hộp hết nha anh em nhá. Tất cả full hộp của hãng Promari. Dài 3m6 này, cứng 4 này. Trọng lượng 355g này, đường kính đọt 2.9mm này, đường gốc là phi 26 này. Cứng xấp xỉ từ 15 cho đến 30. Đấy. Cây này là một cây sút nha anh em nhé. Một cây sút. Đó, một cây sút. Hầu như là còn mới tinh. Quả Promari sản xuất, đang sơ bay Promari. Đấy. Cái này thì phù hợp với cả anh em đánh đánh bênh của trục dù nha anh em nhé. Đó. Rất là mới và đẹp. Hầu như là còn mới tinh. Đường kính ngọn của cây này là 3.2mm. Nó cứng tương đương, nó cứng ở trên thân cần nó ghi rõ là 30 nha anh em nhé. Trên cần nó ghi rõ là 30, nó cứng 30, dài 36. Khoen do khoen phát do hãng sản xuất, còn rất là mới. Đấy, còn rất là mới. Đấy, sau đó về được những cái cây nó đẹp như thế này. Mã số 13 giá 1.500.000 nha anh em nhá. 13 1.500.000. Tiếp theo là một cái cần ISO khoen chung. ISO khoen chung. Gần ISO khoen chung cũng full hộp luôn. Cũng mới tinh. Mã số 14 giá 1.000.000. Đó. Thì thông số nó ghi ở đây nha anh em nhá. Thông số nó ghi ở đây. Tổng chiều dài là 3m, tổng sóng là 5. Đường kính ngọn 1.8mm, đường kính gốc 21.7mm. Thu gọn 72.5cm. Tải dây từ 2 cho đến 6 thì cây này nó cứng tương đương với cả cứng số 4 nha anh em nhá. Tải dây từ 2 đến 6, Made in China. Pro chắc. Đó, rất là mới, hầu như là mới tinh. Pro chắc này. Pad do hãng sản xuất, khoen cũng do hãng sản xuất luôn. Rất là mới. Đọt cái này là đọt sợi thủy tinh nhá anh em nhá. Đọt sợi thủy tinh carbon, cần thì cần chất liệu carbon, còn đọt là đọt sợi thủy tinh. Chris Potter Made in China. Đó. Thì trọng lượng với cả ấy thì em đọc hết rồi anh em nhé. Em đọc hết rồi, trên hộp nó có hết rồi. Thì em không cần phải ấy lại nữa. Giá 1.000.000. Cây cần cuối cùng. Cây cần dài 4m rưỡi, ISO khoen nhỏ, mã số 15 giá 1.000.000.
1 triệu nha anh em nhá. Xoắn sẽ các kiểu con đà điểu. Phát do hãng sản xuất. Quen do hãng sản xuất luôn. Phun hộp. Những chất liệu carbon nhá. Này 4,5 m à. 4,5 m tổng số nóng là 8. Này, tổng số nóng là 8, chiều dài thu gọn 69 cm, đường kính đọt 0.7 mm, đường kính gốc 14,5 mm. Nặng 94 g. Đấy, carbon 95%. Đấy, cái thông số của nó em đọc hết rồi anh em nhá. Mã số 15 giá 1 triệu. Hỏi hết cái video này nhá. Anh em có thể liên hệ mua hàng ai số điện thoại 0945629282, 0974170791. Anh em nhớ đăng ký kênh nhá, để ủng hộ em ra những cái video mới nhất. Đó, chào anh em.